các cây xăng dầu và các hàng quán kinh doanh dịch vụ khác dọc tuyến quốc lộ 1A ký cam kết thực hiện nghiêm các nội dung trên, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện không đầy đủ các quy định về phòng chống dịch. Kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người từ các tỉnh, thành phố có ca bệnh COVID-19 đến về làm việc tại tỉnh, vận chuyển hàng hóa đến về tỉnh và phương tiện vận tải đường dài trên địa bàn phụ trách. Mọi người thực hiện nghiêm quy định 5K, khẩu trang, khoảng cách, không tập trung, khử khuẩn, khai báo y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Theo dõi sức khỏe tại nhà và xét nghiệm SARS-CoV-2 khi có các triệu chứng sốt, ho, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở. Liên hệ qua đường dây nóng, điện thoại 02593824754 hoặc 0797044141. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện nghiêm tư tưởng chỉ đạo và phương châm hành động, chống dịch như chống giặc, chung tay với cộng đồng phòng chống đại dịch COVID-19. Chào quý vị và các bạn, bản tin kinh doanh và bất động sản hôm nay có những nội dung chính sau. Phần tin phản ánh về tình hình kinh doanh và bất động sản trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Phóng sự chi cục thuế khu vực Ninh Hải, Thuận Bắc nỗ lực thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2021. Một thông tin thị trường bất động sản. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, nhất là dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần tăng tốc, quyết tâm cao ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kịp thời quán triệt và ban hành kế hoạch triển khai cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành. À, bố dễ thương ghê.